À, đúng rồi, trưởng đại ca, tôi và triệu hổ đã điều tra rõ rồi. Nạn nhân Trần Minh này đúng thật là 2 ngày trước mới đến Khai Phong phủ. Hắn chẳng có thân thuộc gì ở nơi này hết á. Hắn đến đây là để bàn vụ ăn làm ăn lá trà. Hơn nữa người qua lại với hắn ta đều là thương nhân chính đáng, chẳng điểm gì đặc biệt. Còn về thân thế của hắn, Dương Triều Mã Hán đã đến Chiết Giang, tin là sẽ nhanh chóng có tin tức truyền về. Vất vả rồi. Triển Hồ Vệ, Triển Hồ Vệ, Trịnh Châu có công văn đưa đến, nói là có liên quan đến Trần Minh. Nè, Trần Minh trước khi đến Khai Phong này từng cùng một người tên Triệu Quân đến Trịnh Châu. Hơn nữa không lâu sau đó, Triệu Quân đó được phát hiện xác nằm ở bên bờ sông. Còn về Trần Minh cũng không rõ tung tích. Hiện giờ quan phủ Trịnh Châu đang truy nã hắn ta. Xem ra Trần Minh này quả là có chỗ đáng ghi. Chỉ là nếu là Trần Minh đã giết Trần Quân, vậy Trần Minh là do ai giết hại? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn dấu bí mật gì đó? Tôi khát nước rồi, rót cho tôi ly nước. Muốn uống thì tự cô rót đi. Thái độ của cô là sao chứ? Chẳng phải tướng công bảo cô hầu hạ tôi sao? Tôi không phải người hầu của cô. Cô đừng quá đáng như vậy. Cô còn tưởng mình là bà chủ của nhà này sao? Tôi nói cho cô biết, ngay cả đứa người hầu cô cũng không bằng nữa là. Cô nói cái gì? Cô cũng không lấy kiến soi thử mặt mũi mình đi. Khó trách tướng công không cần cô nữa. Tôi thì khác, tôi không chỉ xinh đẹp trẻ tuổi hơn cô, còn biết làm thế nào để lấy lòng tướng công nữa. Nhưng quan trọng nhất là hiện giờ tôi đang có cốt nhục của tướng công, chứ đâu giống như cô sắp bị tướng công đuổi ra khỏi nhà rồi. Nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô hầu hạ tôi thật tốt, tôi sẽ không đuổi mẹ con cô đi đâu. Dù sao thì sau này con của tôi cũng cần có người hầu hạ mà, không phải sao? Tôi không nói với cô nữa. Đứng lại. Cô không sao chứ? Tránh ra. Lòng dạ cô độc ác thật đó. Tôi chỉ nói với cô vài câu, cô đã làm tôi trượt té. Tôi muốn hại chết đứa bé trong bụng của tôi, có phải không? Tướng công, có sao không vậy? Tướng công mà, mau đứng dậy đi. Cuối cùng mình đã về tới rồi. Lúc nãy mụ chỉ nói vài câu với cô ta, cô ta đã hại mụ té ngã như vậy rồi. Mùi té ngã cũng bỏ đi, quan trọng là cô ta còn muốn giết chết đứa con của chúng ta nữa. Mùi không có, mùi không có. Nào, ngồi xuống trước đã. Nè, nè, có phải mùi không có? Cô ấy đang có cốt nhục của trong gia chúng ta, mùi làm như vậy không thấy có lỗi sao? Mùi đã lấy mình bao nhiêu năm rồi, ngay cả mùi cũng tin mùi sao? Phiền phức như vậy, hay là huynh bỏ cô ấy đi? Cô nói gì hả? Nè, đừng quậy nữa, buông tay ra. Đừng quậy nữa. Cô cút đi. Quậy đúng chưa hả? Mũi cô quậy nữa, huynh sẽ thôi mũi đó. Cô nghe chưa hả? Tướng công sẽ thôi cô đó. Con cho ăn riết mẹ con. Con cho ăn riết mẹ con. Sao hả? Mẹ mày giỏi lắm sao? Bây giờ ngay cả cha mày cũng không cần mẹ mày nữa đó. Không cần thì thôi, mẹ chúng ta đi đi. Tướng công. Đủ rồi, đủ rồi. Mẹ, chúng ta đi, đừng ở lại chỗ đó nữa. Con có thể đi đâu được chứ? Mẹ con có thể đi đâu được chứ? Con nói cái gì? Con nói cha con không cần mẹ con nữa. Đúng đó đại ca, đừng có gấp, cứ từ từ nói cho mọi người nghe đi. Nói đi.
cha đã đánh mẹ con. Người phụ nữ xấu xa đã nói cha không cần mẹ con nữa. Minh Nguyệt à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Cái tội gì người phụ nữ đó nói là muốn thôi tôi. Đáng chết, cậu ta bị điên hay sao? Cậu ta muốn thôi cô, dựa vào đâu mà thôi cô chứ? Cô đã hy sinh cho người đàn ông xấu xa đó nhiều như vậy, hắn ta có lương tâm hay không chứ? Mẹ, thật là quá đáng. Bây giờ con đi tìm hắn ta tính sổ. Con đừng có nóng nảy như vậy có được không? Có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ tính cách chứ. Ngồi xuống đây, ngồi đi. Ngồi xuống đi. Nhị thúc còn nói đúng, con đi như vậy là không được đâu. Con nghe thấy chưa? Mẹ con nói ta nói đúng kìa. Theo ý của mẹ, bây giờ chúng ta hãy vào bếp lấy con dao. Hai người chúng ta cùng đi. Được, đi. Con đi với mẹ. Đứng lại. Hai người đang làm cái gì vậy? Tục người có câu gia có gia quy, hai người chỉ là người ngoài thôi, có tư cách gì mà đi quản chuyện nhà của người ta chứ? Hả? Vậy phải làm sao đây chứ? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn Minh Nguyệt bị người đàn ông đó ức hiếp hay sao? Đúng đó nhị thúc. Nhị thúc à, tôi thật không nhìn ra, sao cậu lại không có lương tâm như vậy chứ? Để không có lương tâm sao? Để nói là gia có gia quy, nhưng mà quốc có quốc pháp mà. Đối với loại người phụ bạc như vậy á, làm như hai người là không được đâu. Hãy xem để đây.花作一朵落木烟花，千两后泪还重复。